Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở bản kinh ra. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 16, hàng thứ nhất. Niệm xứ trang nghiêm cố. Thiện năng tu tập tứ niệm xứ quán. Đây là đoạn thứ nhất trong 37 phẩm trợ đạo. Phẩm trợ đạo tổng cộng có 7 khoa, cũng chính là chúng ta ngày nay gọi là 7 giai đoạn. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, chia thành 7 giai đoạn này. 7 giai đoạn này là Phật pháp hoàn chỉnh. Cũng có thể nói là bất luận là đại thừa, tiểu thừa, hiển giáo, mật giáo, tóm lại không ngoài 7 loại này. Thuật ngữ của kinh Phật gọi là 7 khoa. Khoa là khoa mục, 7 khoa mục đã bao gồm hết rồi. Nội dung ở trong mỗi khoa mục đều là sâu rộng, không có bờ mé. Cho nên chúng ta không thể xem nó là tiểu thừa. Đại sư Thiên Thai dùng tàng thông biệt viên bốn giáo để nói rõ với chúng ta. Ở trong mỗi một khoa đều có tàng thông biệt viên, từ đó cho thấy nó bao gồm hết rồi. Khoa thứ nhất chính là niệm xứ. Tôi trước đây giảng những kinh văn này cách nói hơi có một chút không giống với người xưa, dễ hiểu. Cái tứ niệm xứ này chính là chúng tôi thường gọi là thấy rõ, thấy ra được. Tứ thần túc chính là buông xả được. Tứ chánh cần là đoạn ác tu thiện. Các vị hãy từ trên quan điểm này mà thể hội, sẽ không khó hiểu được ý nghĩa của nó. Thấy rõ buông xả xuyên suốt toàn bộ Phật pháp. Phàm phu chúng ta tại sao lại có những phiền não tập khí sâu nặng này vậy? Những nguyên nhân căn bản này là do không biết chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Niệm xứ giúp chúng ta hiểu rõ. Vậy chúng ta nhìn vũ trụ nhân sanh như thế nào? Phật ở chỗ này đem nó quy nạp thành bốn hạng mục. Hạng mục thứ nhất là quán thân bất tịnh. Thứ hai là quán thọ là khổ. Thứ ba là quán tâm vô thường. Thứ tư là quán pháp vô ngã. Cái quán này chính là cái mà chúng ta hiện nay gọi là nhân sinh quan, vũ trụ quan. Cách nhìn của bạn đối với nhân sinh, vũ trụ, bạn có thật sự nhìn thấy chân tướng của nó hay không? Phàm phu, điều quan trọng nhất chính là chấp trước cái thân này, quý trọng cái thân này, khởi chấp trước tham ái đối với cái thân này. Cái gốc của chấp trước này quá sâu,
nên biết cái chấp trước này chính là gốc của sáu cõi luân hồi. Luân hồi từ đâu mà có vậy? Là từ đây mà ra. Nếu bạn thấy sự việc này rõ ràng rồi, đem thân kiến buông bỏ, bạn liền thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Sáu cõi luân hồi hoàn toàn không phải sự thật, nó là hiện tượng hư ảo. Trong Kinh Kim Cang nói là mộng huyễn bèo bọt, đó là không sai tí nào. Người nào có chấp trước thì người đó sẽ hiện cái tướng này. Cho nên người nào buông bỏ cái chấp trước này thì cái hiện tượng này đối với họ mà nói là không có. Từ đó cho thấy cái cảnh giới này là hư ảo, không phải chân thật. Chúng ta ngày nay ở cái thế gian này, mỗi người đều hiện ra cái hiện tượng này. Thế Tôn ở trên hội Lăng Nghiêm gọi cái hiện tượng này là đồng phân kiến vọng. Kiến là kiến giải, vọng là hư vọng. Đồng phân, mọi người chúng ta đều có điểm chung. Tuy là có điểm chung nhưng vẫn là mỗi người là mỗi khác. Thí dụ chúng ta hôm nay cái giảng đường này, giảng đường rất sáng sủa, có mấy chục ngọn đèn đang chiếu. Mấy chục ngọn đèn này đang chiếu sáng, đây gọi là đồng phân kiến vọng. Thực ra ánh sáng của mỗi ngọn đèn cùng mỗi cái không có liên quan nhau, giống như từng ánh sáng hòa lẫn vào nhau. Trên thực tế vẫn là cái nào ra cái nấy. Bạn tắt một ngọn đèn đi, ánh sáng của ngọn đèn này không còn nữa, nó hoàn toàn không cản trở cái khác. Các vị từ chỗ này mà thể hội thật kỹ. Cho nên mỗi người có cảnh giới riêng của mình, mỗi người có trời đất riêng của họ, mỗi người có vũ trụ riêng của mình. Có thể nói mỗi người không giống nhau, cũng có thể nói mỗi người có sự liên quan mật thiết. Chân tướng sự thật ở trong đây, chúng ta cần thể hội thật kỹ. Cho nên không thể nói đồng, cũng không thể nói bất đồng. Giống như ánh sáng đèn này vậy, bạn không thể nói nó không hòa vào nhau. Ánh sáng của mấy chục ngọn đèn, nó quả thật là hòa lẫn vào nhau. Bạn cũng không thể nói nó thật sự hòa vào nhau. Nếu thật sự hòa vào nhau thì tắt một ngọn, ánh sáng ngọn đèn này nó đã không còn nữa. Cho nên ở trong Phật Pháp nói rõ chân tướng sự thật, thường nói phi nhất phi dị, không thể nói một, cũng không thể nói không một. Đây là chân tướng sự thật, không phải lời nói hàm hồ tắc trách. Quả thật đúng là chân tướng. Chúng ta ngày nay đọa lạc vào sáu cõi luân hồi, bạn hiểu rõ chân tướng sự thật là không liên can gì với ai cả. Hoàn toàn là tự mình vọng tưởng phân biệt chấp trước mà tạo ra cái hiện tượng này. Đạo lý này phải biết, nếu bạn không hiểu rõ thì bạn sẽ rất khó vượt thoát. Tại sao vậy? Phật ở trong kinh hết lòng hết dạ khuyên bạn những lời này. Bạn nghi hoặc, bạn không thể tin một cách quả quyết, bạn vẫn cứ chấp trước kiên cố thành kiến của bạn. Thành kiến chúng ta gọi là ngã kiến. Chúng ta bị cái này hại rồi, hại quá thảm thương rồi. Cho nên Phật ở chỗ này dùng loại phương tiện trí tuệ viên mãn cao độ này dạy chúng ta quán thân. Quán thân bất tịnh. Cái gì là thân vậy? Thân theo nghĩa hẹp là cái thân này của chính chúng ta. Thân theo nghĩa rộng là tất cả mọi vật thể. Chỉ có hình thể chúng ta liền gọi nó là thân. Bất kể là xác thân, bất kể là tất cả vật thể, đều là bất tịnh. Phật ở trong kinh phân tích cho chúng ta cấu tạo của xác thân
vật chất chúng ta là không trong sạch. Quan sát rõ ràng nhất, đơn giản nhất, bạn thấy chúng ta cái gọi là thất khiếu, nó bài tiết ra là gì vậy? Nó từ bên trong bài tiết ra. Ngoài thất khiếu ra, vi tế hơn là lỗ chân lông. Cái mà lỗ chân lông bài tiết ra, người hiện nay chúng ta gọi là chất ure. Chứng tỏ bên trong chúng ta không có gì là trong sạch. Cho nên người xưa nói bị thịt túi da. Túi da chứa trong đó là gì vậy? Máu mủ, phẫn tiện, là chứa đựng những thứ này. Đối với cái thứ này, chấp trước tham ái quá mức, sai rồi. Cổ đức mô tả sát thân là đẩy da hôi thối. Mùi tỏa ra từ trên cái thân này thật là khó ngửi. Người phiền não càng nặng thì mùi sẽ càng khó ngửi. Người phiền não nhẹ thì tương đối tốt hơn một chút. Người thân tâm thanh tịnh thì mùi sẽ thơm. Tôi năm xưa, dường như là năm 1977, lần đầu tiên đến Hồng Kông giảng kinh. Đồng tu bên Hồng Kông nói với tôi, lão hòa thượng Hư Vân đến Hồng Kông đã hơn một tháng. Vào thời đó, sau khi Trung Quốc đại lục giải phóng, thì đệ tử Phật bên Hồng Kông đó mong muốn lão hòa thượng Hư Vân ở lại Hồng Kông lâu dài, đã xây cho ngài một ngôi tịnh xá. Tôi cũng đã đến tham quan. Lão hòa thượng đã ở một tháng, nói Hồng Kông cái nơi này không thể ở được, đây là thế giới phồn hoa, không thích hợp cho tu hành. Ngài liền trở về tổ quốc. Vào thời đó, bản thân ngài đã hơn 100 tuổi rồi. Rất nhiều người đều biết lão hòa thượng một năm cắt tóc một lần, đại khái cũng là một năm tắm một lần, không tắm rửa. Quần áo mặc trên người rách nát, trên cổ áo dính cặn, dầu rất dày. Ngài không tắm, trên cổ áo nhìn thấy rất bẩn, nhưng mà mùi tỏa thơm dịu, rất dễ ngửi. Chúng ta ba ngày không tắm rửa là trên cổ áo thối chịu không nổi, người ta đã tránh xa rất xa rồi. Từ chỗ này thấy người ta tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh. Cái mùi đó là không giống nhau. Lão hòa thượng Hư Vân là người tu hành, người có công phu tu hành cao hơn ngài, nhìn thấy cái mùi đó của ngài là khó ngửi rồi. Đây là đạo lý nhất định. Từ đó cho thấy công hạnh sâu cạn, quả thật có thể thay đổi kết cấu tổ chức. Của thân tâm chúng ta, đúng là Phật ở phần trước bản kinh đã nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Do đó chúng ta liền thể hội được tại sao Phật dạy Bồ Tát ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quan sát thiện pháp, không cho phép
mảy may bất thiện xen tạp. Đạo lý chúng ta hiểu rõ rồi. Chúng ta muốn tu thành bản thân chân thật là thân kim cang bất hoại, ở cái thế gian này khó, quá khó. Giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì dễ dàng rồi. Sanh về thế giới Cực Lạc thì sắc thân của mỗi người đều là sắc thân bằng vàng ròng. Đây là đại từ đại bi, đại ân đại đức của Phật đối với chúng ta. Không phải Phật nói rõ với chúng ta thì chúng ta làm sao biết được? Hơn nữa, cái pháp môn này khó tin nhưng dễ tu. Thành tựu thù thắng không gì bằng. Mười phương tất cả chư Phật Như Lai, phổ độ chúng sanh, đây là pháp môn hàng đầu. Cho nên tất cả chư Phật không vị nào không tán thán, không vị nào không hoằng dương. Chúng ta phải hiểu được đạo lý. Chúng ta ngày nay tiếp nhận được pháp môn này, một đời này có thể thành tựu hay không là xem bạn có thể thấy rõ, buông xả hay không. Nếu bạn không thể thấy rõ, không thể buông xả thì bạn đời này chỉ có thể nói là kết thiện duyên với A-di-đà Phật và thế giới Tây Phương, chứ đời này là không thể đi được. Muốn ở ngay một đời này quyết định giảng sanh thì cần phải thấy rõ, cần phải buông xả. Tại sao không buông xả vậy? Chưa thấy rõ ràng. Thật sự thấy rõ ràng rồi thì không ai mà không buông xả. Tại sao vậy? Buông xả liền tự tại ngay. Buông xả là vui sướng thật sự. Buông xả liền nhập cảnh giới Phật. Chúng ta vẫn cứ chấp trước kiên cố là cảnh giới phàm phu. Buông xả chấp ngã chính là buông xả sáu cõi luân hồi. Đây là điều thứ nhất về chúng ta quán thân. Cái thân này không phải là cái thân thanh tịnh. Không nên chấp trước, yêu thương bảo vệ nó quá mức. Nhưng cũng không được phép tùy tiện làm tổn hại nó. Nếu bạn làm tổn hại cũng là lỗi lầm, cũng là sai lầm. Phải như thế nào vậy? Tùy duyên. Vậy là đúng rồi. Cần phải mượn giả tu thật. Cái thân tướng này là tướng giả, chúng ta phải mượn cái tướng giả này để tu cái thật. Đối với mình giảng sanh tịnh độ, lợi dụng cái thân thể này cố gắng nỗ lực niệm Phật. Ngoài niệm Phật ra thảy đều buông xả. Thân tâm thế giới tất cả buông xả. Vậy là đúng rồi. Pháp thế xuất thế gian đều không nên để ở trong tâm. Tại sao vậy? Pháp xuất thế gian cũng không phải chân thật. Phật ở trong kinh nói rất rõ ràng, Phật pháp nhân duyên sanh, phàm là pháp do nhân duyên sanh, đều là hư vọng, đều không phải chân thật. Cho nên trong kinh Kim Cang nói pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Ngay cả Phật pháp còn không để ở trong tâm, huống hồ những thứ khác. Thân tâm thế giới thảy đều buông xả. Chúng ta ngày nay chưa có nhập cảnh giới Phật, buông xả tất cả, chỉ mỗi chấp trước danh hiệu A-di-đà Phật.
chấp trì danh hiệu. Chấp chính là rất chấp trước, trì là gìn giữ, tuyệt đối không để mất. Chúng ta phải dựa vào một câu Phật hiệu này giảng sanh tịnh độ. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi thì cái chấp trước danh hiệu này cũng buông xả luôn. Chưa có đến được thì không thể buông xả, sau khi đến được rồi là có thể buông xả. Giống như đi xe vậy, lên xe mua một tấm vé, chấp trì danh hiệu A-di-đà Phật chính là tấm vé này. Đến được rồi thì vé trả lại cho phòng vé thu hồi. Ngoài cái đó ra thì cái gì cũng phải buông xả. Vậy là chính xác rồi, là đúng rồi. Cho nên nhất định phải nhận thức rõ ràng. Thứ hai là quán thọ là khổ. Thọ là sự hưởng thụ của chúng ta. Nói xác đáng thêm một chút là cảm thọ của chúng ta. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, cần phải biết rằng cái mà chúng ta tiếp xúc thấy đều là khổ, chắc chắn không có lạc. Khổ, Phật ở trong kinh thông thường dùng tam khổ, bát khổ để vì chúng ta nói rõ chân tướng sự thật. Ở trong tam khổ, cái thứ nhất là khổ khổ, cái thứ hai là hoại khổ, cái thứ ba là hành khổ. Bát khổ trên thực tế chính là khổ khổ. Điều đầu tiên ở trong tam khổ, khổ khổ đã nói tám loại. Khổ khổ, chữ khổ phía sau là danh từ, chữ khổ phía trước này là động từ, là hình dung từ. Ở trong khổ khổ, đây là cái mà tất cả chúng sanh không thể tránh khỏi, là sanh già bệnh chết. Đây gọi là tứ khổ, ai cũng không thể tránh khỏi. Bạn làm đến hoàng đế, bạn cũng không cách gì tránh khỏi sanh già bệnh chết. Bạn bần tiện là kẻ ăn mày, bạn cũng không thể tránh khỏi sanh già bệnh chết. Cái khổ của sanh chúng ta quên mất rồi, nhưng mà ở trong kinh Phật nói với chúng ta rất rõ ràng, nhất định phải biết. Tại sao vậy? Bạn không ra khỏi sáu cõi luân hồi, bạn vẫn đi đầu thai, đầu thai chẳng phải sinh trở lại sao? Già khổ, bệnh khổ, cái này chúng ta tự mình đều có thể thể nghiệm được. Tuy bản thân còn trẻ, thử xem người già, đặc biệt thử xem người già trong xã hội hiện đại này. Người được con cháu hiếu thuận quá ít, con cháu có thể chăm lo người già hiện nay ngày càng hy hữu. Người già đáng thương, người già phải chịu cái quả báo này. Tại sao vậy? Chúng ta thế hệ này không có chăm lo thế hệ trước. Chúng ta tạo nhân bất thiện thì thế hệ sau đó có thể chăm lo cho thế hệ này của chúng ta không? Nhân duyên quả báo mà. Chúng ta không có hiếu thuận cha mẹ, muốn bảo con cái hiếu thuận chúng ta, không có đạo lý này. Cho nên cái mà người hiện nay tạo tác là nhân bất thiện, quả báo ở trong dự đoán của chúng ta chắc chắn không phải quả báo thiện. Cho nên xã hội hiện nay, chính phủ phụ trách dưỡng lão, thế giới rất nhiều quốc gia tiên tiến đều có chế độ dưỡng lão khi về hưu. Cái chế độ này có một số quốc gia làm rất tốt, chúng tôi cũng thấy rất nhiều. Khoảng cách đến tận thiện tận mỹ, đó là một giai đoạn rất dài.
chúng ta hiện nay cũng đang nỗ lực đề xướng thôn Di Đà. Thôn Di Đà của cư sĩ Lâm Singapore, tôi nghĩ các vị đã nhìn thấy rồi. Hôm qua đã bắt đầu khởi công, hình như có mười mấy công nhân đứng bên cạnh dây một cái tường gỗ, có lẽ là phòng tránh bụi, đã bắt đầu khởi công rồi. Đây là hơn một năm nay, đã tìm rất nhiều chỗ đều không thể thành công, cuối cùng bất đắc dĩ phải xây lên chỗ chút đất trống còn thừa lại này của cư sĩ Lâm. Cư sĩ Lý nói với tôi, đây là xây tòa nhà 7 tầng để làm lưu phòng, tương lai có thể chứa được 400-500 người, vậy cũng tốt. Túc xá, trai đường, niệm Phật đường, giảng đường đều chung một, đối với người già mà nói là rất tiện lợi. Về mặt quản lý cũng giảm bớt rất nhiều việc, giảm bớt rất nhiều nhân công, cho nên tôi nhìn thấy rất hoan hỷ. Cuối cùng là đối với xã hội, bởi vì thế giới có đồng tu ở rất nhiều quốc gia khu vực đều phát tâm ủng hộ cho sự việc này. Cuối cùng đã có khai báo, chúng ta lạc quan với thành tích ấy. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 16, hàng thứ nhất. Niệm xứ trang nghiêm cố, thiện năng tu tập tứ niệm xứ quán. Tứ niệm xứ, lần trước đã giảng hai điều: quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ. Phật ở trong kinh điển đem tình trạng đời sống ở trong sáu cõi, ba giới vì chúng ta quy nạp thành tam khổ, bát khổ. Ở trong bát khổ, sanh già bệnh chết, đây là điều mà mỗi chúng sanh đều không có cách gì tránh khỏi. Đây là khổ bên trong, đây là cái ở trong cơ thể. Ngoài thân cũng quy nạp thành ba loại. Cái thứ nhất là quán tấn hội. Người bạn không ưa thích, việc không ưa thích, hoàn cảnh sống không ưa thích, lại cứ gặp mãi, không có cách gì tránh khỏi. Cái cùng loại này đều là thuộc về oán tấn hội. Chúng tôi nghĩ hầu như mỗi một người đều không có cách gì ngoại lệ, gặp phải cả một đời. Một loại khác nữa là ái biệt ly. Người chúng ta ưa thích, việc ưa thích, hoàn cảnh sống ưa thích, lại cứ không được dài lâu. Đây là điều mà xã hội trước mắt chúng ta, chúng ta phổ biến có thể nhìn thấy được, thậm chí là ở ngay bản thân mình cũng có thể cảm nhận được.
loại này cũng là khổ. Đời người việc bất như ý thường chiếm 8-9 phần. Chúng ta nhất định phải thấy rõ ràng, thấy minh bạch. Loại thứ ba là cầu bất đắc, là nguyện vọng mong cầu ở trong tâm chúng ta đều không thể thành hiện thực. Vậy là đã bao quát hết toàn bộ nỗi khổ ở ngoài thân chúng ta rồi. Một điều cuối cùng gọi là ngủ ấm xí thành khổ. Nếu như đem 8 loại này tách biệt để nói, thì 7 loại phía trước đều là thuộc về quả báo. Một loại cuối cùng này là nhân khổ. Hay nói cách khác, tại sao chúng ta có sanh già, bệnh chết, oán tấn hội, ái biệt ly, cầu bất đắc? Nguyên nhân là ngủ ấm xí thạnh. Câu nói này không dễ hiểu. Ngủ ấm, dùng cách nói hiện nay của chúng ta mà nói, chính là thân của chúng ta, tâm của chúng ta không khỏe mạnh. Thân tâm đều đang tạo nghiệp bất thiện, cho nên mới gặt quả báo bất thiện. Nếu như thân tâm khỏe mạnh, cái tạo ra đều là thiện nghiệp, như Phật ở trong bộ kinh này dạy chúng ta: ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quan sát thiện pháp, thì chúng ta 8 loại khổ này đều không còn. Người thế gian cầu tài, tài có thể cầu được không vậy? Được, chắc chắn có thể cầu được. Nhà Phật thường nói, ở trong cửa Phật có cầu ắt ứng. Thế nhưng bạn phải biết đạo lý, nó có nhân quả. Gieo dưa thì được dưa, gieo đậu thì được đậu. Cái bạn tạo là nhân gì thì bạn sẽ được quả báo như thế. Phật nói cho chúng ta biết, nhân của giàu có là bố thí. Người ưa thích bố thí được nhiều tiền của. Người tham lam keo kiệt được quả báo bần cùng. Chúng ta thấy xã hội ngày nay có rất nhiều người, đặc biệt là ngành thương mại, tập đoàn thương mại lớn của giới công thương, họ sở hữu tiền của ức vạn. Tiền của ức vạn, nguyên nhân gì mà có vậy? Là trong đời quá khứ tu bố thí nhiều. Chúng ta nói trong số mạng của họ có tài. Cái tài này không phải do trời sanh. Trời sanh thì phải mỗi người đều giống nhau. Tại sao mỗi người đều không giống nhau vậy? Do nhân mỗi người tạo không giống nhau. Họ bố thí nhiều thì trong số mạng họ tài nhiều. Trong số mạng có tài thì bất kể làm ngành nghề nào họ cũng đều phát tài. Họ làm ngành nghề kinh doanh, đó là duyên. Trong số mạng của họ có nhân, nhân cộng thêm duyên thì quả báo liền hiện tiền. Sự việc nó là như vậy. Nếu như trong số mạng không có nhân giàu có, họ cũng đi học giống người khác, đi làm ngành nghề kinh doanh. Người ta kinh doanh phát tài, họ kinh doanh lỗ vốn, do trong số mạng không có tài. Các vị đọc qua Liễu Phạm Tứ Huấn sẽ biết ngay,
Một giọt nước, một hạt cơm đều do tiền định. Đời trước ai định cho bạn vậy? Tự mình định, không phải người khác định. Đây mới thật sự là công bằng. Sau khi hiểu rõ cái đạo lý này rồi, chúng ta trong số mạng của đời này thiếu tài cũng không nên căng thẳng. Hiện tại tu, tu tích cực cũng vẫn còn kịp. Tiên sinh Liễu Phàm sau khi hiểu rõ cái đạo lý này, ông tự mình biết được tu nhân. Ba loại nhân ông đều tu: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Bố thí tài được giàu có, bố thí pháp được thông minh trí tuệ, bố thí vô úy được khỏe mạnh trường thọ. Không những bản thân ông làm, mà vợ ông cũng giúp ông làm, cả nhà làm. Cho nên vận mệnh của ông mới thay đổi nhanh như vậy. Đã phát tài, phát tài rồi bản thân hoàn toàn không hưởng thụ. Thực tế mà nói, ông sống đời sống vô cùng vui sướng, tiết kiệm, đem tiền của mình tiết kiệm dư được tiếp tục giúp đỡ những người có nhu cầu. Phú quý của ông vĩnh viễn không hưởng hết. Đời đời kiếp kiếp không bị quả báo bần cùng. Ông hiểu được đạo lý này, biết được phương pháp, như lý như pháp mà cầu, có cầu ắt có ứng. Có một số người trong đời quá khứ tiếp xúc được lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, tiếp xúc được Phật pháp, họ chịu tu. Đời này có được quả báo, sau khi quả báo có được rồi, chưa chắc gặp được nhân thánh. Lời giáo huấn của thánh hiền Bồ Tát chưa chắc có thể gặp được. Không gặp được thì đời này chỉ biết hưởng phước, chứ không biết tiếp tục, không ngừng tu thêm, họ không biết. Điều này rất đáng tiếc. Sau khi phước báo đời này hưởng hết rồi, đời sau sẽ không bằng đời này. Mỗi một lúc một tệ thêm, đời sau không bằng đời trước. Từ đó cho thấy giáo huấn của thánh hiền là quan trọng hàng đầu. Không có gì quan trọng hơn điều này. Ở trong tất cả bố thí thì bố thí pháp là nhất. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền nói rất rõ ràng: chúng ta biết được đạo lý, cũng biết được phương pháp, vậy mới cố gắng nỗ lực tu học. Quả báo ngày càng thù thắng. Quả báo hiện tiền trong Phật pháp gọi là hoa báo. Quả báo ở đời sau, hoa báo tự mình đã cảm thấy thù thắng như vậy, thì quả báo có thể nghĩ mà biết được. Đây là giống như thực vật, ra hoa trước kết quả sau. Chúng ta nhìn thấy thực vật ra hoa, hoa ra tốt, là có thể dự đoán tương lai kết quả nhất định vô cùng mỹ mãn.
Cho nên nhà Phật dạy chúng ta lìa khổ được vui. Lời nói này là chân thật, không phải giả. Những lời này đều là nói về thế gian. Quả báo của thế gian không phải cứu cánh. Thế nhưng đại đa số người thế gian ham muốn quả báo thế gian. Phật Bồ Tát là người hiểu biết. Những thánh triết xưa nay trong ngoài cũng đều là người hiểu biết. Họ có thể quan sát căn cơ của chúng sanh. Bạn ham muốn phú quý thế gian thì giúp đỡ bạn thỏa mãn nguyện vọng của bạn. Khiến bạn sanh tâm hoan hỷ. Bạn có thể sanh tâm hoan hỷ đối với thánh hiền, bạn mới thích gần gũi họ. Bạn mới sẵn lòng tiếp nhận lời giáo huấn của họ. Họ tất nhiên ở trên nền tảng hiện có của bạn giúp đỡ bạn thăng hoa lên thêm. Phú quý nhân gian rất tốt. Phú quý trên trời còn thù thắng hơn cái này. Con người sống được bao nhiêu năm? Mạng sống quá ngắn ngủi. Cho dù sống đến 100 tuổi cũng là trong khoảng khảy móng tay. Chúng ta tự mình hồi tưởng một chút. Mình năm nay mấy chục tuổi rồi. Thử nghĩ từ lúc sinh ra đến bây giờ, chẳng phải giống như một giấc mộng sao? Thử nghĩ lại sự việc thời niên thiếu là giống như hôm qua vậy. Ngày tháng trôi quá nhanh. 100 năm chỉ là cái khẩy móng tay. Phú quý của bạn có thể hưởng thụ được mấy ngày? Phước báo ở trên trời lớn hơn nhiều so với nhân gian. Không cần nói trời quá cao. Chúng ta thông thường nói trời Đao Lợi, người Trung Quốc gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ở trong tôn giáo thông thường gọi là sanh thiên, phần lớn đều là sanh về trời Đao Lợi. Làm sao biết vậy? Nhìn họ tu nhân. Cái họ tu là nhân gì? Là biết quả báo ở đâu. Cách suy đoán này là tương đối chính xác. Sanh trời Tứ Dương, trời Đao Lợi là tu thập thiện. Bạn mới có thể đến đó được. Phước báo ở nơi đó thù thắng hơn nhân gian. Trước tiên là thọ mạng dài. Một ngày ở trời Đao Lợi bằng 100 năm nhân gian chúng ta. Hiện nay cách nói này mọi người dễ hiểu. Hiện nay biết có độ lệch giờ. Cái địa cầu này của chúng ta lệch giờ với trời Đao Lợi rất lớn. Một ngày ở trời Đao Lợi là 100 năm của chúng ta. Thọ mạng của họ bao lâu vậy? Là 1000 tuổi. Ở nơi đó của họ hợp với thế gian chúng ta thì thời gian đó là quá dài. Một ngày của họ là 100 năm của chúng ta. Một năm của họ chúng ta cũng quy định là 365 ngày cho họ. Một năm của họ
thọ mạng của họ là 1000 năm. Cho nên hưởng phước ở trời đau lợi, thù thắng hơn nhân gian chúng ta quá nhiều. Phước báo càng lên nữa thì tăng thêm gấp nhiều lần. Nếu như chúng ta biết cái đạo lý này thì đối với phước báo ở nhân gian một cách tự nhiên sẽ xem nhẹ ngay. Chúng ta phải tu phước trời. Phật Bồ Tát lại nói cho chúng ta biết còn có cái thù thắng hơn so với phước trời. Sanh tử ra khỏi tam giới. A-la-hán, Bích Chi Phật, phước báo của Phật Bồ Tát tuyệt đối không phải trời người có thể sánh được. Mà Đại Phạm Thiên Dương, Ma Hề Thủ La Thiên Dương, đây là người có phước báo lớn nhất ở trong tam giới, còn không bằng A-la-hán, không sánh bằng Bích Chi Phật. Cho nên Phật Bồ Tát luôn giúp đỡ chúng ta, không ngừng nâng cao cảnh giới của chúng ta lên thêm. Phật nói cho chúng ta biết phước báo hàng đầu là giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trí tuệ phước đức của thế xuất thế gian không thể sánh bằng họ được. Mặc dù sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm giảng sanh, thì Ma Hê Thủ La Thiên Dương cũng không thể sánh bằng. Bốn thánh ở trong mười pháp giới cũng không thể sánh bằng. Sự việc này, nếu không phải Phật Đà nói ra cho chúng ta biết thì chúng ta làm sao biết được? Cho nên chúng ta ở thế gian, hiện nay cái thân xác này ở tại thế gian, cố gắng nỗ lực đoạn ác tu thiện, tuyệt đối không mong cầu cái phước báo thế gian này. Phước mà chúng ta tu đến đâu để hưởng vậy? Đến thế giới Cực Lạc để hưởng. Thế phước mà tôi tu không lớn, người thế giới Cực Lạc phước quá lớn. Không sai, một chút phước nhỏ này của tôi đến thế giới Cực Lạc nó sẽ biến thành phước lớn. Nhân tuy nhỏ đến thế giới Cực Lạc sẽ biến thành phước lớn. Nhưng mà không có cái nhân phước nhỏ này thì không thể đến thế giới Cực Lạc. Phật ở trong kinh giới thiệu cho chúng ta thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở bên đó đều là các bậc thượng thiện cùng hội một chỗ. Sao gọi là thượng thiện vậy? Người này tâm thiện, niệm thiện, hạnh thiện, chính là cái mà trong bộ kinh này gọi là ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quan sát thiện pháp. Đây chính là thượng thiện. Từ đó cho thấy người tu tịnh độ, bộ kinh này là rất vô cùng quan trọng. Nếu bạn nói tu tịnh độ, ở trong kinh tịnh độ không có nói kinh thập thiện nghiệp đạo, đó là bạn hoàn toàn thấy sai rồi. Chúng ta đọc kinh phải thận trọng, không được phép lơ là. Phương pháp tu hành tịnh độ đều cơ bản là tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước, điều đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp. Thế cách tu thập thiện nghiệp này như thế nào vậy? Bộ kinh này chính là nói thập thiện nghiệp. Từ đó cho thấy bộ kinh này quả thật đúng là nền tảng tu hành của chúng ta. Pháp môn niệm Phật
là xây dựng ở trên cái cơ sở này, bạn mới có thể giảng sanh. Niệm Phật niệm tốt đi nữa mà không có cái cơ sở này, không có nền tảng tịnh nghiệp tam phước thì không thể giảng sanh. Tại sao vậy? Tâm hạnh bất thiện, không tương ưng với đại chúng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái đạo lý này nhất định phải biết. Cho nên khổ là có thể giải quyết được. Phải biết được đạo lý, biết được phương pháp. Tứ niệm xứ, phần sau còn có hai điều: quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Mỗi một điều đều rất quan trọng, chúng ta nhất định phải hiểu thật rõ ràng, sau đó mới biết tu học ra làm sao. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Thập thiện nghiệp đạo thực tiễn vào tứ niệm xứ. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, đã giới thiệu sơ lược qua với các vị rồi. Thứ ba là quán tâm vô thường. Điều thứ tư là quán pháp vô ngã. Ở trong bốn loại quán này, điều quan trọng nhất chính là quán tâm vô thường. Tâm là vọng tâm, cũng chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Cái vấn đề này nếu như không được khai thông thật tốt thì tai họa vô cùng, là giống như sông lớn Hoàng Hà vậy. Làm thế nào khai thông nó để nó đem lại phúc lợi cho chúng sanh, không đến nỗi biến thành tai họa. Gần đây tôi có xem thấy một tin tức ở trong truyền thông, đây là thống kê của người nước ngoài: trẻ em thiếu tình mẹ sẽ không có tâm thương yêu, tâm sân hận rất nặng, rất dễ dàng xảy ra xung đột với bạn học. Vấn đề này không phải là vấn đề nhỏ. Vấn đề này chúng ta cần phải xem nó như là việc lớn, đứng hàng đầu để ứng xử. Xã hội hiện đại tôn trọng nữ quyền, người nữ cũng giống như người nam vậy, vào trong xã hội đi tranh danh trục lợi, lơ là mất việc giáo dục cho thế hệ sau. Dù cho bạn có được danh lợi, nhưng con cái bạn chống lại bạn, thử hỏi bạn có còn hạnh phúc hay không? Xã hội hiện nay, bất luận ở trong nước hay ngoài nước, chúng ta thường hay nghe thấy tin tức con cái giết cha mẹ, giết anh em, học sinh giết thầy cô, lúc nào cũng nghe thấy. Cái phong khí này không hề bị ngăn chặn, vẫn không ngừng đang phát triển. Số lần năm sau nhiều hơn năm trước.
nguy hại xã hội mỗi năm một nghiêm trọng. Cho nên có một số tôn giáo nói thế giới ngày tận thế. Chúng tôi tin, tin sâu sắc là có thế giới ngày tận thế. Hơn nữa khẳng định chắc chắn thế giới ngày tận thế còn cách chúng ta không xa. Chúng ta phải có tâm cảnh giác cao độ. Đây là nguyên nhân gì vậy? Quán tâm vô thường. Xưa nay trong ngoài nước, đại thánh đại hiền đều biết cái đạo lý này, hiểu rõ cái chân tướng sự thật này, nên đề xướng giáo dục. Giáo dục chính là khai thông. Ở trong giáo dục, hạt nhân giáo dục là gia đình. Cho nên cổ thánh tiên hiền tán thán mẹ là vĩ đại nhất. Trên thế giới quả thật đúng là không có gì vĩ đại hơn mẹ. Mẹ vĩ đại ở chỗ nào vậy? Lấy tình mẹ ban cho con cái của họ. Con cái của họ trưởng thành rồi, đem tình mẹ của họ chia vui với đại chúng xã hội. Họ biết yêu người đời, họ biết vì xã hội nhân quần tạo phúc. Loại vĩ đại này là đạo lý muôn đời. Còn vĩ đại hơn so với bạn đi làm hoàng đế, làm tổng thống. Ngày nay mấy người biết đạo lý, mấy người hiểu rõ sự thật. Chúng tôi ở trong các buổi giảng đã giảng rất nhiều lần. Xã hội ổn định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc được xây dựng trên cơ sở của bốn nền giáo dục, mà gốc của giáo dục chính là giáo dục gia đình. Sau đó dùng giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội để phụ trợ, để hoàn thành. Cái cuối cùng là giáo dục tôn giáo. Giáo dục tôn giáo mục đích chủ yếu là thăng hoa, giúp một người chuyển phàm thành thánh, thoát khỏi sanh tử luân hồi, thoát khỏi lục đạo mười pháp giới. Đây là giáo dục tôn giáo. Gốc của giáo dục tôn giáo cũng là giáo dục gia đình. Nếu như chúng ta lơ là điểm này, thì không những không thể độ người khác mà tự độ cũng hỏng rồi. Đây là chúng ta phải có trí tuệ chân thật, phải nhận thức rõ ràng. Ngày nay xã hội loạn động, giữa con người với nhau không có tâm yêu thương, giữa con người với nhau không tin tưởng lẫn nhau, hai bên không tin nhau, quốc gia với quốc gia không tin nhau, chủng tộc với chủng tộc không tin nhau, tôn giáo với tôn giáo không tin nhau, vậy có nguy hiểm không? Không tin tưởng sẽ có nghi ngờ, sẽ có hiểu lầm. Đôi bên ai nấy đều dự phòng, ai nấy đều dự phòng sẽ biến thành cạnh tranh vũ trang. Vũ trang vừa cạnh tranh sẽ càng tăng thêm không tin tưởng, tăng thêm nghi ngờ, cuối cùng là bị rối mù và bùng phát chiến tranh. Chiến tranh trong tương lai, cái này mọi người đều biết,
nước Mỹ bất kể phát triển như thế nào, cho dù vũ lực của nước Mỹ có thể phủ khắp bất kỳ một quốc gia nào trên toàn thế giới, sau khi khởi đánh rồi sẽ không có thắng thua, cùng đưa nhau vào chỗ chết. Đây là nhà khoa học đều đưa ra lời cảnh báo. Chiến tranh hạt nhân là cuộc chiến tranh cùng đưa nhau vào chỗ chết, không có thắng thua. Loại cách nghĩ này, cách làm này là ngu si đến cực điểm. Nếu muốn làm vua trên thế giới, chúng ta ở trong kinh Phật có chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương không những là thống trị một cái địa cầu, theo cách nói của kinh Phật là thống trị cả thái dương hệ này. Vua cả thái dương hệ là kim luân thánh vương. Họ dùng cái gì để thống trị vậy? Dùng nhân nghĩa đạo đức, không phải dùng vũ lực. Lịch sử xưa nay trong ngoài nước hoàn toàn không hề nói dùng vũ lực có thể thống trị thế giới. Vũ lực có thể chinh phục, không thể hàng phục nhân tâm. Sức người ta không địch lại bạn, bị khuất phục dưới uy lực của bạn. Uy thế của bạn suy thoái rồi, ở dưới liền khởi lên cách mạng là lật đổ bạn. Thống trị như thế nào mới là vĩnh hằng vậy? Nhân nghĩa đạo đức. Nói một cách đơn giản, thống trị bằng tình thương là vĩnh hằng. Có cái sự thật này hay không vậy? Có. Bạn thử xem, nhà tôn giáo họ chính là dùng tình thương để thống trị. Họ không có quốc thổ về mặt hình thức, nhưng họ có quốc thổ ở trên thực chất. Toàn thế giới bao nhiêu người là tín đồ của họ, bao nhiêu người sùng bái họ, bao nhiêu người y giáo phụng hành, thì đó đều là quốc dân của họ, đều là tín đồ của họ. Cái nước đó của họ là vĩnh hằng. Cái nước đó của họ là bất kỳ người nào cũng không cách gì tiêu diệt được. Thật sự vĩnh hằng chỉ có tình thương. Đạo lý này chúng ta phải biết. Ngày nay nước lớn trên thế giới nếu muốn có được sự ủng hộ, mến phục, trung thành của nhân dân toàn thế giới, tôi thường nói không nên làm cảnh sát thế giới, nên làm ông già Noel trên thế giới. Có người nào không thích đâu. Tình yêu thương chân thành, tận tâm tận lực giúp đỡ người khổ nạn, bạn sẽ được ủng hộ, mến phục, trung thành của nhân dân toàn thế giới. Bạn đây là chủ thế giới. Vũ lực không làm được. Tôi thường giảng kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật thông minh, Ngài biết cái sự việc này chính trị không làm được, cho nên từ bỏ vương vị. Vũ lực không làm được, cho nên Ngài cũng từ bỏ chỉ huy tướng lĩnh. Ngày nay khoa học kỹ thuật cũng không làm được. Kinh tế thịnh vượng vẫn là không đạt được. Cái duy nhất có thể đạt được là dạy học. Thích Ca Mâu Ni Phật dấn thân vào làm công tác giáo dục xã hội, Ngài làm thành công rồi. Trên thế giới từ xưa đến nay, nhà giáo dục lớn lòng dạ đều là trong sáng. Thật sự là tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Họ quả thật đúng là không có giới hạn quốc gia, không có giới hạn chủng tộc, không có giới hạn tôn giáo.
dạy học không phân giàu nghèo. Hơn nữa, địa vị tuyệt đối bình đẳng. Ở trong Phật Pháp nói, chúng sanh với Phật bình đẳng. Họ không nói Phật chúng sanh, là nâng chúng sanh lên, chúng sanh với Phật bình đẳng. Chỉ có cái nhìn bình đẳng mới có thể đạt đến chung sống hòa mục chân thật. Bạn muốn chung sống hòa mục với người, bạn cảm thấy mình cao hơn người khác thì vĩnh viễn không thể hòa mục. Căn bản của hòa mục, căn bản của hòa mục là bình đẳng. Phật Pháp nói muôn pháp đều bình đẳng, không có cao thấp. Đây là lời giáo huấn của Đại Thánh Thế Xuất Thế Gian. Cho nên chúng ta hôm nay đọc đến Quán Tâm Vô Thường một câu này, thấy xúc động vô hạn. Nhân tâm xã hội hiện đại vô thường đã đến cực điểm rồi. Điểm này rất đáng sợ. Chúng ta nhất định phải biết. Trước tiên, ở trong cái thời đại loạn động này, Phật dạy chúng ta phải tự độ. Hay nói cách khác, chúng ta không cứu nổi người khác thì chí ít phải cứu chính mình. Cứu mình không phải đi tìm một nơi lánh nạn để tránh nạn. Trốn tránh không nổi đâu. Ngày nay trên thế giới, cái địa cầu này tuyệt đối không có nơi nào là an toàn cả. Cho nên phải đem cái ý nghĩ lánh nạn dứt bỏ đi. Làm thế nào thật sự bảo toàn chính mình đây? Quyết định không sợ chết. Phải biết sau khi chết rồi sẽ đi về đâu. Sáu cõi luân hồi, người học Phật chúng ta khẳng định. Hiện nay Tây Phương có không ít tác phẩm cũng khẳng định rồi. Tôi từ nước ngoài, họ gửi cho tôi một bộ sưu tập. Sách nói về luân hồi dày cỡ này đã gửi đến cho tôi 7 quyển. Họ vẫn đang sưu tập. Người nước ngoài nói về luân hồi những chuyện này, tôi bảo đồng tu bên này của chúng ta phiên dịch nó ra, bởi vì số lượng quá nhiều không thể phiên dịch hoàn toàn được. Đem đại ý dịch ra là tốt rồi. Phiên dịch hoàn toàn nhiều bài văn như thế, chúng ta cũng không có thời gian để đọc. Chúng ta chỉ cần biết cương lĩnh, trong lúc chúng ta giảng kinh dạy học có thể dẫn chứng. Đã khẳng định luân hồi, vì chúng ta chết rồi là thân chết, chứ tinh thần chúng ta không chết. Người nước ngoài nói ý thức, họ nói ý thức. Hiện nay chứng minh ý thức với thể xác là hai việc khác nhau. Thể xác hỏng rồi, ý thức vẫn tồn tại. Người Trung Quốc chúng ta gọi là linh hồn, ở trong kinh Phật gọi là thần thức. Cái thứ này vẫn tồn tại. Một số tôn giáo gọi cái này là thần ngã. Ấn Độ giáo họ gọi cái này là thần ngã. Đầu thai ở trong sáu cõi là nó đi. Thể xác không có gì cả. Thể xác giống như quần áo vậy, hư rồi cởi bỏ đổi chiếc mới. Cái thần ngã đó mới là thật, là chân ngã. Phật Pháp nói thần ngã vẫn là giả ngã, không phải chân ngã. Chân ngã là gì vậy? Chân ngã là tự tánh.
Tự tánh là gì? Chính là tánh linh, tánh giác. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, lục căn môn đầu phóng quang đồng địa, đây là chân ngã. Mắt có thể thấy, tánh thấy của cái thấy là chân ngã. Tánh nghe của cái nghe là chân ngã. Tuy sáu căn tùy theo căn mà nói tánh, nhưng tánh thật ra là một, không phải sáu cái. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta là sáu cái công cụ. Ở trong cái công cụ nào thì chúng ta cộng thêm danh xưng của nó. Cái ý nghĩa này nếu các vị không biết thì chúng ta có thể dùng thiết bị điện để làm thí dụ. Điện chúng ta cho qua máy nhiếp ảnh, nó có thể ghi hình. Cho qua máy ghi âm có thể nghe được âm thanh. Cho qua bếp điện nó có thể nấu cơm. Nhưng điện chỉ là một, không phải rất nhiều cái. Chúng ta đem điện thí dụ cho chân tánh. Cái thứ này ở trên thân chúng ta thì người này là người sống, thoát khỏi liền biến thành thi thể, là giống như thiết bị điện vậy. Tiếp vào nguồn điện nó liền khởi tác dụng, liền sống ngay. Nguồn điện lấy đi rồi nó liền chết mất rồi. Thế nhưng điện nó vẫn tồn tại. Phật nói với chúng ta, tánh mới là chân ngã. Tâm tánh, cái mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đây là nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm cùng một cái tánh, cùng một cái a lại gia thức. Biết cùng là một cái thì tâm từ bi liền sanh ra ngay. Nhà Phật nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Sao gọi là từ bi vậy? Niệm niệm nghĩ gì người khác chính là từ bi, chính là tình thương. Không nên nghĩ gì bản thân. Ta nghĩ gì mọi người, mọi người nghĩ gì ta, vậy mới chung sống hòa mục. Ta chỉ biết nghĩ cho mình, không chịu nghĩ thay cho người khác. Luôn nghĩ mình dành một chút phần hơn, để người khác chịu một chút thiệt thòi, thì thế giới sẽ đại loạn. Đến cuối cùng như thế nào vậy? Cuối cùng hủy diệt chính mình. Đây là người ngu. Người chân thật có trí tuệ, biết yêu thương người mới là yêu thương mình chân thật. Tôn kính người mới là tôn kính mình chân thật. Giúp đỡ người khác mới là giúp đỡ mình chân thật. Tại sao vậy? Hư không pháp giới là một thể. Nhà Phật, đặc biệt là giáo học Đại Thừa, chính là nói cái đạo lý này, chính là nói cái chân tướng sự thật này. Cho nên chúng ta nhất định phải dùng từ bi, chân thành. Từ bi thanh tịnh, từ bi bình đẳng, từ bi chánh giác. Từ bi chính là tình thương. Ở trong tình thương có chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác thì gọi đó là từ bi. Dùng cái tâm này để đối nhân sự thế tiếp vật, dùng cái tâm này để sống, dùng cái tâm này để làm việc. Đây là đem cái tâm này hoàn toàn dẫn về hướng chính xác nhất. Có một hướng chỉ hoàn toàn có lợi. Nhà Phật gọi nó là tâm đại bồ đề. Người có được cái tâm này, tự nhiên có thể buông bỏ, tự nhiên có thể thấy rõ,
thấy rõ là đối với chân tướng vũ trụ nhân sinh, triệt để hiểu rõ thông đạt. Buông bỏ là hoàn toàn không vì tự tư tự lợi, toàn tâm toàn lực vì xã hội, vì tất cả chúng sanh phục vụ, phục vụ vô điều kiện. Loại phục vụ này tự tại tùy duyên. Cho nên chúng ta tứ niệm xứ đọc đến đoạn này, chúng ta phải soi lại thật kỹ. Vọng tâm là vô thường, sát na không dừng trụ, ý niệm sinh diệt là giống như thác lũ vậy. Phải biết phòng bị như thế nào, khai thông như thế nào, phương pháp giải quyết triệt để, đó là Phật pháp cao cấp, bảo chúng ta xả bỏ vọng tâm, thường trụ chân tâm. Đây là phương pháp chỉnh đốn, tận gốc cứu cánh triệt để, ở trong Phật pháp có. Khế nhập cái cảnh giới này, ở trong Kinh Đại Thừa nói pháp thân đại sĩ. Khế nhập cái cảnh giới này mới là cứu cánh viên mãn chân thật. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 16, hàng thứ nhất. Niệm xứ trang nghiêm cố, thiện năng tu tập tứ niệm xứ quán. Tứ niệm xứ có bốn điều, ba điều phía trước đã giới thiệu qua rồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục giảng một điều cuối cùng, quán pháp vô ngã. Niệm xứ, bốn điều này đều là trí tuệ, sự quán sát của trí tuệ, cũng chính là cái mà triết học hiện đại gọi là nhân sinh quan, vũ trụ quan. Bốn điều này thì ba điều phía trước là thuộc về nhân sinh quan, một điều cuối cùng quán pháp vô ngã là thuộc về vũ trụ quan. Cái pháp quán này là chính xác, quả thật đúng là nhìn thấy chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Với cái mà trong tâm kinh nói quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, là cùng một ý nghĩa. Nếu như bảo chúng ta làm sao giống hệt như Bồ Tát, soi thấy năm uẩn đều không, thì tứ niệm xứ chính là phương tiện ra tay tốt nhất. Bạn hãy quan sát từ chỗ này, bạn quán thân, bạn quán thọ. Thọ là tất cả hưởng thụ, cảm thọ hiện tại của chúng ta. Bạn quán tâm, cái tâm này chính là ý nghĩ, khởi tâm động niệm. Cuối cùng dạy chúng ta quán pháp, pháp là tất cả các pháp. Ba điều phía trước là thuộc về nhân sinh quan. Một điều sau cùng dạy chúng ta nhìn muôn sự, muôn pháp ở trong vũ trụ. Bạn thấy rõ ràng rồi, thấy sáng tỏ rồi, thì tư tưởng kiến giải của bạn ngang bằng với chư Phật Bồ Tát, bình đẳng như họ, giống như họ vậy.
sau đó bạn mới có thể thể hội được. Chư Phật Bồ Tát Du Hí Thần Thông trong mười pháp giới. Còn chúng ta là thọ nghiệp báo ở trong sáu cõi. Tạo nghiệp thiện, thọ phước báo. Tạo các nghiệp ác thì thọ khổ báo. Chúng sanh sáu cõi là thân nghiệp báo, bản thân không có cách gì làm chủ tể được. Mà ở trong nghiệp báo lại vô cùng phức tạp. Chúng ta hãy bình tĩnh tư duy thì có thể nghĩ ra được. Có chúng sanh nào ở trong một đời này đều là tạo nghiệp thiện, không có tạo nghiệp ác, là việc không thể, một người cũng không tìm ra. Cùng đạo lý này, bạn tìm một chúng sanh cả đời đều tạo nghiệp ác, không hề là một chút nghiệp thiện nào, cũng tìm không ra. Cho nên chúng sanh sáu cõi khởi tâm động niệm, lời nói việc làm thiện ác lẫn lộn. Thế thì xem là thiện nhiều hay là ác nhiều? Thiện nhiều, ác ít thì bạn có thể hưởng phước báo trời người. Tuy hưởng phước nhưng việc bất như ý vẫn thường chiếm 8-9 phần. Tại sao vẫn còn việc bất như ý vậy? Là ở trong thiện có xen tạp ác báo ở trong đó. Ở trong tạo tác ác nghiệp cũng có thiện nghiệp. Cho dù là đọa vào chúng sanh ở địa ngục, sao bị đọa địa ngục vậy? Ở trong hiện hành tạo tác ngũ nghịch thập ác, cái này đọa địa ngục. Nhưng mà chúng sanh địa ngục cũng tạo tác một số nghiệp thiện, hoặc giả là tạo ở đời trước, hoặc giả là tạo trước đây nhiều đời nhiều kiếp. Vì vậy Phật Bồ Tát thì hiện vào địa ngục cũng có thể giúp đỡ họ. Nhưng mà các vị phải biết, sự giúp đỡ của Phật Bồ Tát ở trong bốn loại duyên là thuộc về tăng thượng duyên. Đây là sức mạnh bên ngoài có thể giúp đỡ bạn. Đây là duyên. Nhưng mà bản thân bạn phải có nhân thiện. Nếu bạn không có nhân thiện thì thiện duyên không giúp nổi. Nhân thiện là thân nhân duyên, sở duyên duyên và vô gián duyên. Ba cái này là nhân thiện. Nhân thiện cộng thêm duyên thiện thì quả thiện sẽ hiện tiền. Giống những ai vậy? Chúng ta xem thấy ở trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, mẹ của Bà La Môn Nữ tạo tác nghiệp ác đọa địa ngục. Có nhân thiện hay không? Có. Sao biết có vậy? Con gái của bà học Phật, con gái tu hành, con gái niệm Phật. Tuy bà không tin nhưng bà thấy ở trong mắt, nghe ở trong tai. Cái gọi là vừa qua căn tai vĩnh viễn thành hạt giống đạo. Trong A Lại Giải Thức của bà có cái chủng tử này, đây chính là nhân thiện. Thế là con gái nỗ lực tu hành, bởi do bà đọa lạc mà tu hành chứng quả, bà liền có thể thoát khỏi địa ngục. Cái đạo lý này rất trọn vẹn, không phải mê tín. Nếu như ở trong A Lại Giải Thức của bà ngay cả ý niệm này cũng không có, hình ảnh cũng không có, vậy thì Phật Bồ Tát có thị hiện cũng không giúp nổi. Đạo lý này chúng ta bắt buộc phải biết. Thế là chúng ta liền hiểu rõ
trong tất cả pháp, quả thật đúng là như Bồ Tát Phổ Hiền đã nói, cúng dường pháp là nhất. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói đến sự so sánh của bố thí cúng dường. Cúng dường pháp là nhất. Cúng dường pháp, chúng ta phải có tâm tu, giúp đỡ tất cả chúng sanh gieo thiện căn. Cho nên tôi thường nói, người xuất gia mặc trên người chiếc áo tràng cổ tròn này, cho dù là người tỳ kheo phá giới, họ cũng đã gieo trồng thiện căn với biết bao nhiêu chúng sanh rồi. Họ đi lại trên đường, bất kể hành vi của họ như thế nào, người ta vừa nhìn thấy hòa thượng này liền nghĩ đến Phật. Ở trong A Lại Gia Thức đã trồng thiện căn, ở trong kinh công đức xuất gia nói, xuất gia công đức vô cùng thù thắng. Thù thắng như thế nào vậy? Phá giới cũng thù thắng. Bạn giúp người khác gieo thiện căn Phật trong A Lại Gia Thức, hạt giống Phật gieo xuống rồi, bản thân bạn phá giới phạm quy, bạn bị đọa địa ngục A Tỳ. Nhưng mà bạn giúp biết bao nhiêu người trồng thiện căn, đây là sự thật. Đây là bất kỳ ngành nghề nào cũng không thể sánh bằng. Chúng ta từ trên lý hãy quan sát, hãy phân tích thật kỹ, bạn mới thực sự hiểu được. A Lại Gia Thức chỉ cần có cái thiện căn này, cuối cùng có một ngày họ sẽ tu hành chứng quả. Nếu như không có cái thiện căn này, thế thì khó rồi, quá khó, quá khó rồi. Vì thế chư Phật Bồ Tát thị hiện ở trong mười pháp giới, tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp, đủ dạng thị hiện, lấy thị hiện Phật bảo, tăng bảo làm chủ. Lấy cái này làm chủ, những cái khác là phụ. Bạn đọc Phẩm Phổ Môn, vị Bồ Tát thứ nhất hiện thân Phật, hiện thân tỳ kheo. Mở Kinh Hoa Nghiêm ra, 53 tham, ba vị phía trước đại biểu cho Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Đạo lý là ở chỗ này. Bản thân chúng ta nhất định phải hiểu rõ, nhất định phải sáng tỏ. Bốn loại chánh quán này là quan sát chính xác, không có mảy may sai lầm. Phía trước nói quán tâm vô thường chính là ba tâm không thể được trong Kinh Kim Cang. Quán pháp vô ngã chính là dạng pháp giai không. Trong Kinh Kim Cang nói tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt, lại nói phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Kinh văn này chúng ta đọc rất thuộc, chúng ta cũng nhớ rất rõ ràng, nhưng mà không thể dùng vào hiện tiền. Hiện tiền sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần liền bị mê hoặc ngay, không biết những tướng này là tướng huyễn, hoàn toàn không thể được. Các pháp do duyên sanh, duyên sanh vô tánh, không có tự tánh. Hiện tượng của tất cả pháp này, chân tướng của nó chính là duyên tụ, duyên tan. Duyên tụ thì hiện tượng này hiện ra,
duyên tan thì hiện tượng này liền biến mất. Bạn thật sự thấy rõ ràng rồi, duyên tụ, các pháp không sanh. Duyên tiêu mất rồi, các pháp không diệt. Nó không có sanh thì làm gì có diệt? Có sanh mới có diệt, không sanh làm gì có diệt? Cái đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Nếu như bạn thật sự thông đạt rồi thì trong tâm bạn sẽ thanh tịnh. Thân tâm thế giới thảy đều buông bỏ, không còn đem nó để trong tâm nữa. Tất cả buông xả rồi, thân tâm thảy đều buông xả, người hiện nay gọi là thoải mái tự tại. Ở trong Phật pháp chúng ta gọi là đại tự tại. Bạn sẽ nhập cảnh giới được đại tự tại là tự thọ dụng, là bạn tự mình hưởng thụ. Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Chúng ta ngày nay không làm được. Nguyên nhân gì không làm được vậy? Những thứ này thường xuyên niệm mà không có thâm nhập để thể hội, không có khế nhập cảnh giới. Thanh Lương ở trong Hoa Nghiêm chia ra bốn khoa cho chúng ta: tính, giải, hành, chứng. Chúng ta ngày nay mới dừng ở tính, giải, chứ chưa có hành chứng, cho nên không có được thọ dụng chân thật. Nhất định phải hành chân chánh. Hành cái gì vậy? Thay đổi quan niệm của chúng ta. Quan niệm thay đổi rồi thì hành vi của chúng ta sẽ thay đổi. Ngôn ngữ hành vi đều thay đổi. Sau khi thay đổi rồi là hình dáng gì vậy? Đó chính là nhà Phật thường nói: từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Sau khi đại triệt đại ngộ rồi, nhập cảnh giới Phật, ở trong Kinh Pháp Hoa gọi là nhập Phật tri kiến. Sau khi nhập Phật tri kiến rồi, hình ảnh mà bạn biểu hiện ra ở trong mười pháp giới, bất kể họ hiện thân phận như thế nào, hình ảnh biểu hiện ra chắc chắn là đại từ đại bi. Họ thì hiện ở thế gian làm gì vậy? Nhất định là mở rộng cửa phương tiện, giúp đỡ tất cả chúng sanh chưa giác ngộ thành giác ngộ. Chúng ta ngày nay không có cách gì khế nhập cảnh giới, chính là không biết. Ba tâm không thể được: không biết vạn pháp giai không. Tứ niệm xứ nói quán pháp vô ngã, vô ngã chính là không. Ngã, định nghĩa của một chữ này ở trong Phật pháp nói rất nhiều, nhưng mà ý nghĩa quan trọng nhất có hai cái. Một cái có nghĩa là chủ tể. Tất cả các pháp không có chủ tể, mình không làm chủ được. Kể cả cơ thể của chúng ta, cơ thể chúng ta tự mình không làm chủ được. Nếu tự mình làm chủ thế năm nào cũng 18 tuổi thì tốt biết bao. Nó tại sao phải già, tại sao phải bệnh? Là tự mình không làm chủ được. Cái ý nghĩa thứ hai là tự tại. Tất cả các pháp tự mình không thể làm chủ, mình không có được tự tại. Tự tại chính là chúng ta ngày nay gọi là tự do. Họ không tự do, họ bị đủ thứ điều kiện hạn chế. Bất kỳ một pháp nào đều không thoát khỏi cái định nghĩa này. Chúng ta phải quan sát tỉ mỉ. Trung Quán Luận
vừa mở đầu liền nói rất hay. Nói là các pháp không tự sanh. Không những tự mình không thể sanh, cũng không thể cùng sanh. Chúng ta ngày nay phương tiện nói tất cả các pháp là do rất nhiều nhân duyên sanh. Đây là phương tiện nói, không phải chân thật nói. Ở trong Trung Quán nói, đó là chân thật nói. Bất cộng, bất vô nhân, vì vậy nói vô sanh. Đó mới là chân thật. Chư Phật Bồ Tát biết rõ ràng, minh bạch, cho nên mới thật sự được đại tự tại, chứng được pháp thân, bát nhã, giải thoát. Ở trong tam đức này đều có thường lạc ngã tịnh. Quán thân bất tịnh, họ tịnh được rồi. Quán thọ là khổ, họ là lạc. Cái tâm đó là thường trụ chân tâm. Các pháp thật sự có ngã, thật sự có chủ tể, thật sự được tự tại. Phàm phu không có. Thưa với các vị, những phàm phu nào ở trong sáu cõi không có, ở trong mười pháp giới cũng không có, đến trong nhất chân pháp giới mới có thường lạc ngã tịnh. Chư Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian, gợi ý cho chúng ta, giúp chúng ta, hướng dẫn chúng ta buông xả sáu cõi, buông xả mười pháp giới, khế nhập nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới, chân ở chỗ nào vậy? Pháp thân là chân, bát nhã là chân, giải thoát là chân. Pháp thân là thể, bát nhã là trí tuệ, có thể chứng tánh thể. Giải thoát là thọ dụng. Đây là tâm từ bi vô tận của Phật đối với tất cả chúng sanh. Trước đây tôi giảng 37 phẩm trợ đạo. Tôi đem tứ niệm xứ làm một cái tổng kết, chính là thầy chỉ dạy chúng ta thấy cho rõ. Tứ niệm xứ là thấy cho rõ. Tứ như ý túc là buông cho được. Nếu bạn không biết sao gọi là thấy rõ, sao gọi là buông bỏ, thì bạn hãy nghiên cứu hai khoa này cho thật kỹ. Thế Tôn giảng dạy về hai khoa này ở trong Kinh Luận Đại Tiểu Thừa. Thường thường có thể xem thấy. Cho nên cổ Đại Đức nói, chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian giảng kinh thuyết pháp, tóm lại không hoài 37 phẩm trợ đạo. Chúng ta học Phật không được xem 37 phẩm trợ đạo là tiểu thừa, đó là bạn thấy sai rồi. Tông Thiên Thai, Đại sư Trí Giả giảng Tàng Thông Biệt Duyên, 37 phẩm trợ đạo của Tàng giáo là tiểu thừa, 37 phẩm trợ đạo của Viên giáo là đại thừa ở trong đại thừa. Cho nên mới nói người viên mãn thuyết pháp thì không pháp nào không viên mãn. Thật sự làm được quán pháp vô ngã thì tâm mới chân thật được thanh tịnh. Giống như chư Phật Bồ Tát vậy, vô lượng kiếp đến nay
tích lũy công đức, độ hóa vô lượng vô biên chúng sanh, mà trong tâm không nhiễm mảy bụi trần. Trong Kinh Kim Cang đã để lộ tin tức cho chúng ta là độ vô lượng vô biên chúng sanh, mà thật không có chúng sanh nào được độ. Thực không có chúng sanh là ở trong tâm không dính tướng. Tại sao không dính tướng vậy? Quán pháp vô ngã. Còn muốn có ý nghĩ kể công là bạn dính tướng rồi, bạn là phàm phu. Không những không ra khỏi mười pháp giới, mà e rằng sáu cõi cũng không ra nổi. Phàm phu nếu muốn ra khỏi sáu cõi khó. Tôi đã làm biết bao nhiêu việc tốt, tôi đã tích biết bao nhiêu công đức rồi, không sai. Cứ ở trong sáu cõi hưởng phước báo hữu lậu. Phải đem phước báo hữu lậu biến thành công đức vô lậu. Nói thật ra, ngay cả công đức vô lậu cũng hoàn toàn không thể được. Bạn mới thật sự là công đức vô lậu. Cái đạo lý này Bồ Tát Mã Minh ở trong Khởi Tính Luận dạy chúng ta. Lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên, đó mới là công đức chân thật. Bạn ở trong tâm còn có một mảy may phân biệt chấp trước, đều là biến thành phước báo hữu lậu. Việc tốt lớn đi nữa cũng là phước báo hữu lậu. Đại ý của tứ niệm xứ đã giới thiệu qua với các vị rồi. Trên thực tế, nghĩa lý của nó không có cùng tận. Chúng ta phải thể hội thật tỉ mỉ, cố gắng nỗ lực tu học. Khóa tụng sáng tối, đại đức xưa đem Bát Nhã Tâm Kinh đưa vào trong khóa tụng. Khóa tụng sáng tối nói lời thành thật. Các bạn thử nghĩ thật kỹ, nó thấy đều là hội tập. Tại sao cổ đức muốn chúng ta mỗi ngày đem tâm kinh niệm một vài lần vậy? Từng giây từng phút nhắc nhở. Mục tiêu của tâm kinh chính là quán tứ niệm xứ. Nếu chúng ta dùng trí tuệ quan sát thế gian, bạn mới có thể biết được chân tướng của pháp thế gian. Bạn mới có thể tu tâm thanh tịnh. Bạn mới biết buông xả. Bạn mới không bị dính nhiễm tất cả pháp thế xuất thế gian. Không những không dính nhiễm pháp thế gian, mà pháp xuất thế gian cũng không dính nhiễm. Trong Kinh Kim Cang, Phật khai thị với chúng ta rất rõ ràng, pháp còn phải bỏ, huống hồ phi pháp. Như vậy, dần dần mới có thể khế nhập cảnh giới Phật Bồ Tát. Đây là điều mà chúng ta thường nói: chuyển thân nghiệp báo thành thân nguyện lực. Bạn liền tự tại ngay. Ở thế gian, toàn tâm toàn lực giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Mà bản thân một niệm ý nghĩ hành thiện cũng không khởi, là chân thanh tịnh. Quyết định không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta nên hướng về phương hướng mục tiêu này mà tiến bước mạnh mẽ. Đây gọi là con đường thành Phật. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở bản kinh ra. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 16, hàng thứ nhất. Niệm xứ trang nghiêm cố.
thiện năng tu tập tứ niệm xứ quán. Điều này chúng ta đã giới thiệu qua rồi. Hôm nay chúng ta đem đó làm một bài tổng kết. Đây là đoạn thứ nhất ở trong đạo phẩm, thuật ngữ ở trong Phật pháp gọi là môn học thứ nhất. 37 đạo phẩm chia thành 7 môn học. Đây là môn học thứ nhất. Môn học đầu tiên đương nhiên cũng là môn học quan trọng nhất, là phương tiện ban đầu ra tay nhập môn của chúng ta. Nếu như không bắt tay làm từ chỗ này, bạn sẽ không có cách gì nhập môn được. Cho nên nó quan trọng hơn cả. Bốn loại này gọi là quán. Quán chính là chúng ta ngày nay gọi là cách nghĩ của bạn, cách nhìn của bạn. Bốn loại này gồm cách nhìn của bạn đối với thân, cách nhìn của bạn đối với sự hưởng thụ trong đời này của bạn, cách nhìn của bạn đối với tâm, cách nhìn của bạn đối với tất cả dạng sự dạng vật ngoài tâm. Nếu như cách nhìn của bạn là chính xác, sau đó mới có thể tu đạo. Cách nghĩ cách nhìn của bạn sai lầm rồi, thì cho dù bạn rất tinh cần nỗ lực tu hành, pháp bạn tu đều là pháp tà. Phật ở trong kinh luận thường xuyên nhắc nhở chúng ta: tâm chánh, tất cả pháp đều chánh; tâm tà, tất cả pháp đều tà. Cho nên tứ niệm xứ dùng cách nói hiện nay để nói chính là xây dựng nhân sinh quan, vũ trụ quan chính xác. Ba điều phía trước là thuộc về nhân sinh quan, một điều phía sau là thuộc về vũ trụ quan. Quán pháp vô ngã là thuộc về vũ trụ quan. Chúng ta nhất thiết không được lơ là. Thứ nhất dạy chúng ta quán thân bất tịnh. Bạn thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch rồi, thì bạn đối với thân tướng sẽ không còn tham luyến. Bạn chắc chắn sẽ không vì nó mà tạo tội nghiệp. Chúng sanh tạo nghiệp, vì thân tạo nghiệp là chiếm đa số. Vì thân thể hưởng thụ, người thế gian gọi là ngôi nhà ác thân. Mê vào ngôi nhà sát thân, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, điều về bất như ý cho đời sau. Chư Phật Bồ Tát sở dĩ thấy rõ. Thấy rõ cái gì vậy? Cái đầu tiên chính là thấy rõ ngôi nhà sát thân. Chân tướng của ngôi nhà sát thân triệt để hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch. Hiểu minh bạch có phải là không cần thân phải không? Không phải. Cần thân, cần cái thân này thay ta tu tích công đức. Người thế gian mê vào ngôi nhà sát thân, lợi dụng thân tạo tác tội nghiệp. Phật Bồ Tát lợi dụng cái thân này tích lũy công đức, vậy là khác nhau rồi. Từ đó cho thấy ngôi nhà sát thân là công cụ, nó không phải mục đích. Điểm này
nhất định phải nhận thức rõ ràng. Ở trong giáo, đây là ở trong kinh giáo nói, là thân tự tha, tất cả sắc pháp đều bất tịnh. Chúng ta, cái thân của mình, thân của tất cả chúng sanh hữu tình, sắc thân đều là vật bất tịnh. Tại sao bất tịnh vậy? Tâm không thanh tịnh, tâm ô nhiễm, cho nên thân cũng bị ô nhiễm. Nếu như tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh. Sự việc này ở trong kinh Phật nói rất nhiều. Cảnh tùy tâm chuyển. Chúng ta cái thân này, nếu so với tâm mà nói, thì thân là cảnh giới, là cảnh giới của tâm. Thân từ đâu mà có vậy? Là do tâm biến hiện ra. Phật mở đầu bộ kinh này đã nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Thân chúng ta là từ tâm tưởng sanh. Khi bạn đến đầu thai, bạn có tưởng, tưởng mới biến thành thân. Tại sao bạn trở thành cái tướng mạo này? Cái tướng mạo này là bạn tưởng trước khi đầu thai. Bạn ưa thích cái tướng mạo này, nó liền biến thành cái tướng mạo này. Từ tâm tưởng sanh. Sở dĩ người thế gian nói di truyền, tướng mạo của con cái rất giống cha, giống mẹ. Nó không phải di truyền. Trong Phật Pháp nói bạn ưa thích cha, ưa thích mẹ, ưa thích cái tướng đó của họ, mình liền biến thành cái tướng đó. Không phải di truyền, đây là tưởng tượng. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Người xưa có cái gọi là trước 40 tuổi là chịu sự ảnh hưởng của đời trước. Sau 40 tuổi thì thân thể tướng mạo của bạn phải tự mình tự chịu trách nhiệm. Tại sao vậy? Đây là ở trong đời này, vọng tưởng của bạn, tư tưởng của bạn làm thay đổi tướng mạo của bạn. Nếu như ý nghĩ của bạn ác, hành vi ác, thì tướng mạo của bạn càng biến càng hung ác. Tâm địa bạn lương thiện, từ bi, thì tướng mạo của bạn càng biến càng đẹp. Chính là cái đạo lý này. 40 tuổi về sau, thân thể của mình khỏe mạnh, tướng mạo là phải tự mình chịu trách nhiệm. Từ tướng mạo của bạn, từ thể chất của bạn, bạn liền biết cái mà bạn bình thường tưởng đến là cái gì, nghĩ đến là cái gì, niệm là gì. Rất có đạo lý. Nếu như chúng ta đều có thể nương theo Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo mà tu hành. Phần trước Thế Tôn ở trong Tổng Cương Lĩnh chỉ dạy chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp, ngày đêm không gián đoạn tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, không cho phép mảy may bất thiện xen tạp. Bạn thật sự tu theo đó thì tướng mạo của bạn nhất định giống như Phật Bồ Tát vậy. Đây là sự thật, không hề giả dối. Thể chất tướng mạo của chúng ta ngày nay chưa đạt đến trình độ của Bồ Tát. Chính là chúng ta mặc dù tu thiện nhưng vẫn còn xen tạp bất thiện. Cho nên loại quả báo thù thắng này chúng ta chưa có đạt được. Một người tu hành có công phu hay không, không cần nói. Nhìn qua tướng mạo của bạn là biết rồi. Nhìn động tác của bạn là hiểu rồi. Bạn có công phu hay không, công phu của bạn đến trình độ như thế nào, đâu có thể gạt người ta được. Gạt người khác, đó chính là gạt người ngu thế gian. Người có trí tuệ, người hiểu biết, bạn không gạt họ được. Chư Phật Bồ Tát
tuyệt đối không chà đạp thân thể, khéo biết lợi dụng thân thể. Cái gọi là mượn giả tu thật. Tướng là giả, phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Thân tướng này cũng là hư vọng, hư vọng để tu thật. Cái thật là gì vậy? Trí tuệ chân thật. Trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói với chúng ta ba cái chân thật: khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Kinh điển Tịnh Độ nói chân thật chi tế chính là thiền tông gọi là tâm tánh. Khai hóa hiển thị chính là minh tâm kiến tánh. Đây là thật, minh tâm kiến tánh là thật. Trụ chân thật tuệ, đây là thật. Trụ chân thật tuệ là gì vậy? Là điều thứ hai của tứ niệm xứ. Quán thọ. Trụ chân thật tuệ, cái hưởng thụ này tốt. Đây chính là điều mà Lục Tổ Huệ Năng ở trong Đàn Kinh gọi là trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ. Trụ chân thật tuệ, họ không sanh phiền não. Cái thứ ba là huệ dĩ chân thật chi lợi. Đây là tha thọ dụng. Thân chúng ta trụ ở thế gian này, đối với tất cả chúng sanh phải bố thí cúng dường lợi ích chân thật. Phật Bồ Tát trụ thế chỉ có chân thật, không có hư vọng. Sự hưởng thụ của các ngài, thụ chính là hưởng thụ, thật sự là sự hưởng thụ tối cao vô thượng, là trí tuệ nhất định, không phải phiền não. Là điểm mà chúng ta cần phải học tập, cần phải biết rõ. Điều thứ ba dạy chúng ta quán tâm vô thường. Tâm là ý nghĩ. Ý nghĩ là hư vọng, không phải chân thật. Cái chân thật trong kinh Lăng Nghiêm nói là thường trụ chân tâm. Thường trụ là vĩnh viễn bất biến. Các vị phải biết chân tâm là vĩnh viễn bất biến, thanh tịnh tịch diệt. Chúng ta hiện nay ở trong chân tâm đã khởi ý nghĩ. Ý nghĩ này là gì? Ý nghĩ là vô minh. Vô minh là cái tướng động. Chân tâm là tịch tỉnh, nó bất động. Nhà Phật nói tu hành, trong tu hành việc quan trọng nhất chính là thiền định. Tại sao Phật giáo coi trọng thiền định đến như vậy? Thiền định không phải nói thiền tông tu thiền định, mà tám vạn bốn ngàn pháp môn, môn nào cũng là tu thiền định. Mọi người phải biết cái đạo lý này. Niệm Phật cũng là tu thiền định. Giới định tuệ tam học, bạn xa rời định thì làm gì có trí tuệ. Thiền định sanh trí tuệ. Loạn tâm sanh phiền não. Loạn tâm là gì vậy? Chính là tạp niệm. Niệm trước diệt rồi, niệm sau liền sanh. Phàm phu sáu cõi người nào cũng đều là như thế. Từ sáng đến tối khởi tâm động niệm, vĩnh viễn không biết ngừng nghỉ. Bạn muốn đình chỉ ý nghĩ, chỉ chính là định, là chỉ quán. Công phu đích thực là làm thế nào dừng được vọng niệm của mình.
Tám vạn bốn ngàn pháp môn chính là tám vạn bốn ngàn phương pháp khác nhau, cách thức khác nhau. Dừng được tâm, dừng được tạp niệm. Tịnh tông chúng ta, đây là pháp môn tiện lợi nhất. Ở trong tất cả pháp môn, đây là dùng niệm Phật, dùng cái phương pháp niệm Phật này để dừng vọng tâm của chúng ta lại. Sáu cõi luân hồi, ba đường ác, vô lượng kiếp đến nay, những khổ nạn mà chúng ta đã chịu này, căn nguyên là gì vậy? Chính là vọng tưởng, vọng niệm. Cho nên Phật dạy chúng ta phương pháp hay, dùng một câu A-di-đà Phật này để dừng ý nghĩ lại, dùng một ý niệm để trừ sạch tất cả mọi ý nghĩ. Niệm Phật, niệm như thế nào mới công phu đắc lực? Vọng niệm vừa khởi lên thì A-di-đà Phật liền đè cái ý nghĩ này xuống. Ở mọi lúc, ở mọi nơi phải có sự cảnh giác cao độ. Ý nghĩ bất kể là nghĩ thiện hay là nghĩ ác, thấy đều phải dẹp sạch. Tại sao vậy? Nghĩ thiện là ba đường thiện, nghĩ ác là ba đường ác, đều không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Thoát khỏi sáu cõi luân hồi phải tịnh niệm. Phải biết cái đạo lý này. Người thế gian biết nghĩ ác là không tốt, nghĩ thiện tốt. Đây là mới chỉ biết một mà không biết hai. Nghĩ thiện là tốt, phước báo ba đường thiện. Phước báo là có thể hưởng hết, sau khi hưởng xong rồi, ác nghiệp lại hiện tiền. Cho nên đây không phải là pháp rốt ráo. Pháp rốt ráo, cái mà trong Đại Thừa nói là không lập hai bên, không giữ trung đạo. Thiện ác là hai bên, hai bên đều buông xả rồi, ý nghĩ về trung đạo cũng không còn. Vào lúc này, thường trụ chân tâm đã hiện tiền rồi. Thường trụ chân tâm hiện tiền mới là trụ chân thật tuệ. Chân thật tuệ là nhìn thấy chân tướng vũ trụ nhân sanh. Chân tướng chính là tâm tánh, chính là trong Kinh Vô Lượng Thọ gọi là chân thật chi tế. Bạn mới có thể nhìn thấy, mới có thể chứng thật. Sau đó mới có thể thật sự đại từ đại bi vốn có ở trong tự tánh, tâm từ bi hiện tiền. Tối hôm qua chúng ta nghe Thiên Chúa Giáo giảng về tâm yêu thương với chúng ta. Điều mà họ nói quả thật không rõ ràng, không thấu triệt bằng trong Kinh Phật nói, cùng một ý nghĩa. Cho nên cụ Hứa Triết nói tình thương chính là tôn giáo. Lý Mộc Nguyên hỏi bà tôn giáo là gì, tình thương chính là tôn giáo. Tình thương là đại từ đại bi vốn có trong tự tánh, bên trong hoàn toàn không xen tạp tình thức ở trong đó. Xen tạp tình thức thì không phải là tự tánh. Cho nên ở trong Phật Pháp nói về từ bi có bốn loại: ái duyên từ bi, chúng sanh duyên từ bi,
Đây là chúng sanh sáu cõi có. Pháp duyên từ bi là Bồ Tát có. Vô duyên từ bi là Pháp thân đại sĩ có. Pháp thân đại sĩ là vô duyên từ bi. Ở trong mười pháp giới, pháp giới tứ thánh là pháp duyên từ bi. Ở trong sáu cõi chỉ có ái duyên từ bi và chúng sanh duyên từ bi. Tại sao vậy? Họ có tình thức ở trong đó. Vô duyên từ bi, vô là không có tình thức, hoàn toàn là đức năng vốn có trong tự tánh. Cho nên chúng ta nhất định phải biết, vọng niệm không phải là điều tốt. Chúng ta ngày nay có tư tưởng, tư tưởng không phải là điều tốt. Bạn thử xem cổ nhân Trung Quốc tạo chữ, người Trung Quốc là thật sự có trí tuệ. Tư, cái chữ đó hình dạng là gì vậy? Trên chữ tâm đã vẽ từng ô gọi là tư. Tưởng là đã dính tướng. Trong tâm có cái tướng, dính vào tướng liền gọi là tưởng. Ở trong tâm khởi phân biệt thì gọi là tư. Tư với tưởng đều không phải là điều tốt. Bạn đem cái ô bỏ đi, tướng bỏ đi, cái tâm đó gọi là chân tâm. Có tư, có tưởng là phàm phu sáu cõi. Tư với tưởng bỏ đi, bạn liền thoát khỏi sáu cõi. Cho nên văn tự Trung Quốc là ký hiệu chứa đầy trí tuệ. Cổ nhân tạo tác ký hiệu chính là vậy. Chúng ta phải khai mở trí tuệ, xem qua liền biết ngay. Bạn có thể không dùng tư tưởng thì cái bạn dùng là trí tuệ chân thật. Bạn dùng tư tưởng liền chướng ngại mất trí tuệ chân thật của bạn rồi. Cho nên nhất định phải biết cái tâm vô thường không phải là chân tâm. Cuối cùng dạy chúng ta, sau khi cách quán chính xác đối với thân mình, bạn lại nhìn ra thế giới. Tất cả người, tất cả sự, tất cả vật ngoài thân chúng ta, đây là thế giới. Phật dùng một chữ Pháp là đại danh từ chung. Dạng Pháp giai không, dạng Pháp duyên sanh. Phàm là Pháp duyên sanh đều không có tự tánh, cũng tức là nói không có tự thể. Ngay nơi thể tức là không, hoàn toàn không thể được. Vô ngã. Ngã chính là một cái tự thể. Dạng Pháp không có tự thể. Cho nên Phật ở trong Kinh Kim Cang nói, tất cả Pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt, như xương như điện chớp, nên quán sát như thế. Chữ quán này chính là quán tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ Phật dạy người mới học, bởi vì tất cả pháp hữu vi đều là mộng huyễn bèo bọt. Bạn quán như thế nào đây? Phật chỉ dạy chúng ta cụ thể, bằng quán thân, bằng quán thọ, bằng quán tâm, bằng quán pháp. Bạn quán sát tỉ mỉ vào bốn phương diện này đều là mộng huyễn bèo bọt, đều là hoàn toàn không thể được. Trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta một cách minh bạch, ba tâm không thể được. Không thể được chính là vô thường. Cho nên chúng ta nhập môn học Phật, trước tiên bảo thấy rõ. Đây là thấy rõ. Bạn không có cái công phu này, bạn làm sao có thể vào cửa được?
Tôi học Phật, tiếp xúc Phật Pháp đại khái khoảng một tháng, tôi đã gặp được Đại sư Chương Gia. Ngày đầu tiên gặp Ngài, Ngài liền dạy tôi nhìn thấu buông xả, thấy rõ cụ thể là quán tứ niệm xứ. Buông xả chính là tứ như ý túc, tứ thần túc ở trong đạo phẩm. Tứ thần túc là buông xả, tứ niệm xứ là thấy rõ, tứ chánh cần chính là thập thiện nghiệp đạo, đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức là pháp cơ bản của Phật Pháp. Xa lìa pháp cơ bản, vô lượng vô biên pháp môn, bất luận bạn tinh cần tu tập như thế nào, cuối cùng cũng đều hỏng cả. Bạn không có cơ sở, bạn tu hành không có cơ sở. Cho nên căn bản là quan trọng hơn hết mọi thứ.